Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Đó thì hôm trước mình có đi bắt được mấy con dế non các bạn. Đó thì hôm nay mình đi về mình huấn luyện đó thì mình mới chọn được có khoảng 6 con thôi các bạn. Đó thì 6 con này nó bắt đầu nó đào hang, với lại mình thấy nó có cái tập tính là nó đào hang để nó bảo vệ lãnh thổ á. Thì mình chọn mấy con này trước ha, mình để mình huấn luyện trước nha bạn ha. Thì mình thấy nó cũng khá là cũng sung sung đó bạn. Hôm đó bạn thấy con này nó mới vừa đào trong cái lỗ hang, cái lỗ đá các bạn, nó mới chui ra đó đó, giờ nó chui xuống cái hang nó lại như này nè. Đó bạn thấy không? Đó thì những con mà nó có cái bản năng mà nó bảo vệ cái lãnh thổ, nó tự đào hang vậy thì nó khả năng là nó là dưới chiến nha bạn ha. Thì mình chỉ chọn mấy con mà nó đang đào hang thôi đó. Để chút xíu mình sẽ đưa con này lại cho bạn xem, giờ mình quay mấy con khác. Đó con này nó cũng đào hang nè, đó bạn thấy cái hang cát không, đây nè, đó hang cát nó rộng hổng dưới nè đó, nhưng mà nó cũng sung nè bạn thấy không. Mình đưa tới nó tuy nó nhỏ vậy bạn ha, thì nó còn nhỏ xíu à. Đó mấy con này cũng vậy, con này cũng đào hang luôn nè. Đó mình mới chọn mấy con đào hang thôi. Đó. Con này chưa sung mấy, tại con này nó khá là nhỏ ha. Đó. Con này nữa nè. Mấy con mà còn dế non mình riêu thử á, mình để vô thử nó rung rung cái người các bạn. Đó, đó bạn thấy không? Đó rung á thì nó có dấu hiệu là nó sung lên nha các bạn ha. Đó, còn tiếp tục mấy con này nè. Con này cũng đang đào hang nè bạn thấy. Đó 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 nó chui xuống hang các bạn thấy không? Đó thì mấy con đào hang là nó khá đó, nó chui xuống múc cái hang luôn các bạn thấy không? Đó, chỉ có cái con này là mình thấy là nó ok nhất, tại nó to nhất các bạn. Đó đây nè, đó nó bè càng luôn nè các bạn. Đó đó bạn thấy không? Đó thì cái con này là mình nghĩ nó lột xác khoảng lần nữa thì nó sẽ trưởng thành nha bạn ha. Bữa mình bắt được con này to nhất nè. Đó 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 bạn thấy nó sung bây giờ, sung bây giờ. Đó thì mình chỉ chọn được có khoảng 6 con thôi. Đó tuy 6 con này còn nhỏ mà mình thấy nó đang có tố chất đó, thì mình để mình huấn luyện trước 6 con này ha. Mình cũng còn nữa, còn khoảng 4-5 con nữa thôi. Bữa thì về mấy nhóc nó bắt nhiều mà, nhưng mà mình về mình coi lại thì dế mái thì nhiều, khoảng 10 con dế mái ha, với lại như là được khoảng 10, 11, 12 con dế trống là gì đó. Đó nhưng mà mình mới chọn được có 6 con thôi. Đây con này thì tướng nó mình thấy khá là ok nè, cái đầu nó bự mà cái thân nó thì nhỏ nè, nhưng mà nó chưa sung mấy, chưa sung. Đó các bạn thấy không, đụng thấy nó nhổng đuôi lên các bạn ha. Đó nó có dấu hiệu là nó sung lên đó các bạn. Đó con này thì khá là hay nè, để mình lấy nét cái con này cho bạn xem cái nha. Đó đấy các bạn, con này nè mình thấy là khá là ok luôn nè. Đó nó dí theo cái điều đá luôn các bạn. Đó tuy nó còn nhỏ nha, đó các bạn thấy không? Đó mà nó đào cái hang nữa bạn, cái cục đá mình để em bữa nè đó, mà mình nuôi mấy con dế kia thì mình đó, bữa nay mình thả nó vô đây để mình nuôi thì nó đào hang đó bạn thấy, những cái cục đá, cục đất mà nó bươi ra nhỏ rồi nó cào ra bạn. Đó bạn thấy nó chui vô hang không? Đó này, cái hang này nó tự làm chứ mình không có làm nha bạn ha. Đó bạn thấy những cái phần đất mà nó cào ra nè bạn thấy đó, mấy cái hột nhỏ rồi nó cào ra nó tự đào hang à. Con này mình thấy nó có khả năng đó, bạn thấy nó bè cái càng được luôn các bạn. Đó nhưng mà nó chưa có bè được to, nó còn nhỏ rồi. Đó đó bạn thấy không, cái càng nó bè ra đó. Đó khá là ok luôn nè con này nè. Đó con này thì dưới lửa chắc cú dưới lửa luôn bạn. Đó thì nó vàng vàng rồi đó thấy không. Đó thì bữa giờ mình bắt thì có con này to nhất thôi, mấy nhóc nó bắt các bạn. Đó đó bạn thấy không, con này khá là sung nè, đó khá là dữ luôn nè. Đó nó lăn xăng các bạn thấy không. Đó thì con dế nhỏ thì các bạn cứ riêu nó thì nó sẽ rung cái người nó, chứ nó chưa có gáy được các bạn, thì nó sẽ rung cái người nó. Đó con này cũng còn nhỏ xíu, cũng khá là sung nè bạn ha. Nhỏ xíu à, con này nhỏ hơn cái con nãy. Đó. Đó sung nè bạn ha. Đó còn con này thì nó đang tiếp tục đào hang nè. Đó mấy con mà đào hang thì nó có cái bạn. Đó đó bạn thấy nó rung cái người lên đó bạn thấy không? Đó là nó có bảo vệ lãnh thổ của nó đó. Đó bạn thấy nó rung người không? Đó mình đụng vô sơ đã rung thấy các bạn ha. Là nó đang có cái tập tính mà nó bảo vệ lãnh thổ đó, thì mấy con dế vậy nó sẽ khá là hay các bạn ha. Đó thì mấy con dế này là mình bắt ngoài thiên nhiên không nha bạn ha. Đó, không phải mấy con dế nhà mình nuôi, mấy dế nhà mình nuôi thì nó còn nhỏ hơn mấy con này thì mình chưa huấn luyện được nó. Đó, thì để hôm nào thì nó lớn như con này đi mình mới bắt ra mình huấn luyện từng con như vậy nè. Đó bạn thấy không? Đó, bạn thấy rung không? Đó, con này còn nhỏ vậy bạn ha. Nhỏ như gấp đôi cái con này luôn nè. Con này bạn thấy nó to nè, cái đầu nó không? Bự nè, con này nhỏ xíu nè ha. Đó. Đó, nhỏ nhưng mà có tố chất rồi nè. Đó. Con này thì nó đen thôi, cũng đang đào hang nhưng mà chưa sung. Mình sẽ huấn luyện nó từ từ, mình chỉ đang lựa mấy con đào hang thôi. Đó, còn mấy con mà chưa đào hang thì mình chưa có lựa nó, chưa huấn luyện nó. Đó bạn thấy không, nó chui vô hang nó bảo vệ, nó đưa cái đầu ra các bạn thấy không? Đó nó chui vô lại nè. Đó hay chưa các bạn? Đó mới về lớn mà nó đã có cái bản năng mà bảo vệ hang, nó tự đào hang luôn các bạn thấy không? Đó giờ lú đầu ra nó canh chừng nè các bạn thấy không? Đó bạn mình riêu nó chạy ra liền các bạn thấy không? Con này khá là ok luôn nè bạn. Đó mình chấm cái nồi con này nhất nè bạn. Đó mà nó to ha. Đó với lại cái con này tuy nhỏ nhưng mà nó khá là sung. Đó bạn thấy nó bè kẹt các bạn thấy không? Để xíu rồi nha. Con này là mình thấy là cái
cái nó có khoảng là nó bằng cái ống hút rồi mày, bằng cái ống hút mà mình uống nước ngọt, con nước ngọt này đó, mới mới mày lớn mà thấy không, à, sung ghê chưa đó. Còn này thì nó đang nó cái con cái hang con này nó đào hang sâu nhất nè mày, con này nè đó, đào hang sâu nhất, đào hang sâu hổng dưới luôn đó, bạn thấy nó đang nó vẫn đang đào hang tiếp, bạn thấy không, đó đang đào tiếp nữa kìa đó. Hai cái hũ này mình làm bằng cát đó, đó bạn thấy nó rung rung người không đó, rồi nó rung rung là nó sung với nhau bạn ha, tại còn nhỏ nó chưa gáy được thì nó phải rung rung vương người đó để nó cho biết đối phương nó là nó đối phương mà đang tới tiếp cận nó là nó đang chuẩn bị là nó muốn đá mà đó, nên cho đối phương nó cảnh vệ nó phải bỏ chạy nó đó, đó rồi chưa, còn này cũng vậy nữa nè. Nãy mình mới cho mấy con này ăn bắp đó rồi đó, hiện tại mình đang dưỡng bắp với đầy cỏ ha, bắp sống với đầy cỏ ha, cỏ thì mình có con này nãy còn cỏ còn tươi, mấy con này cỏ héo rồi, tại hũ này nó to đó, mình thích cái con này ghê luôn á đó. Đó mà thấy nó bè càng rồi chưa đó. Đó mới có được có một ngày thôi bạn đó, một ngày thôi mình bắt hôm qua đó, hôm nay mình quay cho bạn xem, thì ngày mai mình sẽ up cái video lên cho bạn xem ha. Đó thì mấy con dế này mình mới có huấn luyện hôm qua thôi, mình mới chưa huấn luyện nó chứ mình mới có nhốt trong cái hộp này thôi đó, thì mình nãy mình thấy mình rêu thử để mình chọn đó bạn đó, thì mình thấy mấy con này nó đào hang đó, thì mình mới lấy ra mình quay cho bạn xem nè đó, con nào cũng đang đào hang đó. Chỉ có con này không có đào hang nhưng mà mình thấy cái tướng nó khá là ok đó, hai râu dài nè, đen đó bạn ha, để mình quay nha đó, cái đầu nó bự nè, cái đuôi nó nha nó ngắn nè đó, nhìn cái tướng nó khá là ok nên mình nó chưa có sung đó, nó không có chạy đó, thì mình thấy tướng nó đẹp nên mình lấy mình quay cho bạn xem, còn mấy con kia thì khá là nhát mà chưa đào hang nữa đó, mình chỉ lựa chọn mấy con đào hang cho bạn quay cho bạn xem thôi, huấn luyện trước thôi đó đó, chung bao giờ con này đen đen, trong này chắc với dầu quá đó, con này là với lửa chắc cú luôn rồi, với lửa đó, nhưng mà khá là sung, khá là ok luôn, thích con này ghê luôn đó, nó bơi lớn mà đó đó, đã có tố chất rồi, hai râu nó cũng khá là dài khá đẹp nữa bạn, con này chắc mình nghĩ chắc lột khoảng một lần nữa thôi là nó sẽ trưởng thành nha bạn ha. Đó chị mình thấy nó cũng lớn rồi đó sung bây giờ với vậy con này khá là nhỏ luôn mà khá là ok đó, nó đào hang, nó đào hai cái hang các bạn, bên đây một lỗ nè, bên đây một lỗ nè đó, hai lỗ, nhưng mà mình thấy hai cái hang của nó chưa thông với nhau đó, mình nghĩ chắc con này nó định đào cái hang thông hay sao đó. Đó sung bây giờ nhỏ xíu à, con này khá là nhỏ luôn đó, nhỏ mà sung như chang như con dưới lửa bên kia. Còn dưới thang này thì ít rồi, nó đào hang đó, cũng rung rung người nữa đó, nhưng con này thì mình thấy con này nó đào hang sâu nhất đó, mày thấy nó rung 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 chưa bè càng đó, đó để mình thiêu thử nó bè càng đó, nó rung nhưng nó sung nhưng mà nó chưa hăng, chưa hăng lắm đó, đó thì mấy con dế bạn đừng có nôn nóng, các bạn thấy nó vậy các bạn đừng có riêu liên tục ha. Đó thì mình cũng chia sẻ cho các bạn cũng khá nhiều video rồi, các bạn đừng có riêu liên tục ha, liên tục thì nó sẽ nhát đi, bạn cứ riêu nha, một hai cái bạn rút ra đó cho nó tạo cái cảm giác cho nó đang thắng thế các bạn, nó sẽ sung lên từ từ ha, chứ các bạn mà cứ riêu tới tấp thì nó sẽ nhát đi ha, nó sẽ bỏ chạy nha bạn ha. Đó mấy con dế nó còn non đó bạn thấy không, à, mình riêu nó một hai cái mình rút ra liền đó, cho nó cảm giác là nó đang thắng thế, nó cảnh báo mấy con khác bỏ chạy giống như vậy các bạn đó, thì nó sẽ thắng thế nên nó sẽ sung lên từ từ nha. Đó rồi riêu cái con này lại cho bạn xem cái lần nữa nha, đó, khá là ok luôn nè đó. Đó cái hộp này mình đang nuôi bằng cái đất đỏ nè bạn, đất cứng luôn nè đó, đất khô cứng luôn các bạn thấy nó đang nó bươi ra mấy cái đất mà nè, nó nhỏ 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 gì nè đó, khô cứng luôn nè bạn thấy không, nè đó giữ chưa, mới đụng nhẹ thôi cái nó chạy tới liền các bạn thấy không, đó giữ chưa, nó cái hang nó cũng khá là nhỏ đó, vì cái cục đá nó cao các bạn đó, nó vừa cái thân của nó thôi à, đó, nó chui vô rồi các bạn thấy không, đó bảo vệ cái hang giữ chưa, đó chui vô nè, đó chui vô hang nè, đó các bạn thấy không, đó khá là hay luôn hả các bạn ha, đó làm điều nó chạy nè, điều nó chạy nè đó. Đó, y chang như mấy con dế trưởng thành đang bảo vệ hang các bạn thấy không? Đó, mới còn nhỏ thôi, ti còn nhỏ thôi nha các bạn ha. Cho con này nữa. Đó, con này mình thấy be càng chưa được, nó nhúm. Đó, mà cũng khá là sung. Đó, như hình như được luôn mày. Đó như nó be càng được luôn á. Mà khá là nhỏ, tại nó nhỏ quá. Con này nhỏ quá. Nhỏ xíu à, bằng cái ống hút à. Nhỏ hơn con này gấp đôi luôn nè bạn. Con này bự hơn nó gấp đôi luôn á.
Đó, con này chắc mình nghĩ phải lột xác khoảng 3 lần nữa ha, 3 lần nữa thì nó mới trưởng thành nha bạn ha. Còn con này thì cho mình nghĩ chắc một lần hai lần nữa thôi, chắc mình nghĩ một lần nữa thôi à, là nó sẽ trưởng thành nha bạn ha, vì nó khá là to nè. Đó, đó thì cái video hôm nay ha là cái ngày đầu tiên ha, mình đang tuyển chọn mấy con dế non bữa mình bắt về thiên nhiên ra để mình huấn luyện đó, thì mình tuyển chọn được 6 con ha, 6 con nó đang đào hang đó, con nào cũng đang ở hang nè, con này đang đào hang tiếp nữa bạn nè. Đó thì 6 con này cũng khá, cũng có con sung ha, những con cũng con có con thì mới thôi chứ chưa sung mấy đó, nhưng mà cho mình sẽ huấn luyện 6 con này với lại mấy con trên gác mình nữa ha. Đó thì mình để mình cái qua ngày mai coi mình xem mấy con nào được có tố chất nữa thì mình sẽ lấy xuống mình huấn luyện ha. Đó thì bạn nào thích về mấy con dế này thì các bạn cứ comment cho mình biết ha, thì mình sẽ thường xuyên mình cập nhật cho bạn xem cái quá trình nó lớn lên đó, nên tuy nó còn nhỏ mà nó cũng khá là sung nè. Đó để khi con nào mấy có con nào mà nó lớn nó trưởng thành á đó, thì mình sẽ quay cho bạn xem ha. Đó chứ giờ nó cũng còn khá là non ha, nó chưa có lớn đâu đó, con nhất là con này đó còn nhỏ xíu à đó. Đó nhưng mà khá là sung nè. Đó đó thì bạn nào thích về mấy con dế này thì các bạn cứ comment cho mình biết ha, thì mình sẽ thường xuyên mình cập nhật cho bạn xem ha. Đó còn thôi giờ mình xin kết thúc video tại đây nha bạn ha, mình cảm ơn các bạn đã coi video mình nha. Các bạn coi video này thấy hay thì các bạn cho một like nha, và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.